nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước bình ca. Tôi đang có mặt tại dòng sông Lô, nơi đã đi vào thơ ca và những trang sử oai hùng. Dòng sông Lô nơi đây còn mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho những người dân trong hợp tác xã nuôi cá đặc sản Thái Hòa. Cá chiên, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, phân bố chủ yếu xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên. Chúng tôi đang đi đánh bắt để mục đích là mình đi tìm kiếm cái con cá giống. Đối với con cá chiên này thì nuôi như chúng tôi nuôi lồng ấy, nhưng mà nguồn giống cung cấp bây giờ là nó còn đang rất là hiếm. Thế mình không nhân giống được nhân tạo à chú? Không, cái này thì nói về làm giống nhân tạo thì chưa thành công. Đây, như bây giờ tôi đang đi đánh câu, về cái mùa này đánh câu để lấy giống lại đây. Ôi. Đây. Ôi, cá giống mà to thế này hả chú? Cháu xem nào. Lại được một con giống rồi. Vâng. Thế những con cá giống như thế nào thì được coi là con cá giống khỏe mạnh ạ? Khi mà con cá nó khỏe thì nó phải biết là thay đổi cái màu sắc của nó theo môi trường nước. Con cá này nó rất là khó tính chứ. Thế nhưng mà qua những cái kinh nghiệm chúng tôi chăn nuôi thì chúng tôi phải làm những cái bước như thế này để chọn con giống khỏe mạnh, không mang cái dịch bệnh. Trước khi mình thả thì mình phải vệ sinh lồng sạch sẽ, sau đó ở đầu lồng đều phải treo những cái túi vôi bột để khử trùng cái nguồn nước. Vậy đấy. Mình treo túi vôi ở đấy thì nó sẽ có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của cá? Cái này là được theo hướng dẫn của chi cục thủy sản ấy. Để phòng bệnh cho con cá này là vấn đề thức ăn, là mình phải kiểm soát. Đối với con cá này nó chỉ ăn cá tươi thôi, chứ nó không ăn cái cá khô, mà nó không ăn thức ăn gì khác. Thế nguồn cá tươi thì chú lấy ở đâu ạ? Đây là chủ yếu là nhờ vào cái nguồn cá mà lấy từ hồ Na Hang. Bởi vì con cá lấy hồ Na Hang này là cái hồ nước nó rất trong sạch, thì con cá nó sẽ đảm bảo chất lượng. Bây giờ tôi đang được chú Bình hướng dẫn quy trình làm vệ sinh thức ăn cho những chú cá chiên. Cháu múc từng này nước đủ chưa ạ? Được rồi. Bây giờ cháu phải cho muối vào, cái tỷ lệ là 3-5% thôi. Thế, hòa tan nó ra. Vâng. Rồi. Xong cháu đổ cá vào đây cho ngâm. Mình ngâm trong bao lâu ạ? Ngâm khoảng 10-15 phút. Cái khi mà được rồi thì cháu đổ ra cái rổ, cho nó dốc hết cái nước muối mình đã ngâm rồi đi. Thế sau đó bắt đầu mình sẽ cho ăn cá. Bây giờ mình có ném cá xuống rồi các bạn ấy lên ăn nhỉ chú nhá? Rồi, chú bỏ từ từ xuống. Vâng. Từng con một, nó cứ đớp được mồi bắt đầu nó lại đi, con khác lại vào. Vâng. Thế một ngày chú cho các bạn ấy ăn mấy bữa ạ? Một ngày chỉ cho một bữa thôi. Vâng ạ. Bữa thì ôi, toàn rồi, vào chiều tối. Chú ơi, chú có thể hướng dẫn cháu cách vớt cá được không ạ? Bây giờ này, cháu cầm cái vợt, cái vợt theo chú. Vâng. Đấy, quay này. Đây, quay thế này. Đấy, thế là... Mình ngồi xuống ạ? Ừ, ngồi xuống. Thế cháu ép nó vào cái thành lồng kia là cá nó vào trong vợt. À. Cháu nhấc lên. Rồi. Ôi, sao hình như không thấy con nào? Cháu động cho nó xuống tận đáy cơ. À, vâng. Đấy, thế nha. Vâng. Thế. Hình như là cháu bắt được rồi ạ. Ui, đây rồi. Ôi, hai con liền. Đấy, hai con này to quá chú ạ. Ôi, nó khỏe quá. Chú ơi, con này là khoảng tầm mấy cân ạ? Con này khoảng 2 cân. 2 cân ạ. Thế thì khách hàng hôm nay người ta lấy là 50 cân thì mình phải bắt lên cho người ta là khoảng 25 con như này. Vâng, thế chú cháu mình bắt tiếp rồi nhá. Đây. Ô, để cháu xem. Ôi, như là có một con ở ngay gần đây. Rồi, nhấc lên, nhấc lên. Ôi, được rồi chú ạ. Đây ạ, đây. Ui, con này nó khỏe quá. Con này là 2 mấy rồi? Ê, hình như là được 24-25 con rồi đấy chú ạ. Chú ơi, thế là chú cháu mình bắt đủ cá chưa ạ? Đúng rồi, người ta đạt 50 cân, mình bắt 25 con như thế là chắc là hơn 50 cân là đạt rồi. À, thế còn dư một chút đúng không ạ? Ô, cầm lên mồm nó đúng không chú? Thế. Vâng. Cảm thế. Cá này nó có cái đặc biệt cái là nó không có vảy, không có nhớt, mà thịt nó vàng đẹp và nó không có xương răm. Vâng. Rất dễ ăn và có thể là lứa tuổi nào ăn được, nhất là trẻ con ăn càng dễ. À, cháu sờ lên da nó thì cũng thấy là da nó rất là mịn. Với sản lượng 53 lồng, thị trường tiêu thụ Tuyên Quang, Hà Nội và các tỉnh lân cận.